Ellie, con đến đây bác ơi. Khi nào thì con bé mới học được cách sử dụng tường mà không phải là cửa đây? Nhưng con không muốn là con ma đáng sợ. Tại sao con không thể là một phần của một gia đình lớn hạnh phúc chứ? Ở thế giới ngày mai, điều bình thường không hợp với chúng ta. Con người gọi chúng ta là quái vật. Các quái vật. Quantrix kìa, nó sẽ trừ khử tất cả chúng ta. Đang gặp nguy hiểm. Ta đã lên chương trình để giữ cho thành phố an toàn. Điều này không tốt chút nào. Với giọng của Sophie Nellis và Caroline Devermas, chúng tôi không e ngại cậu. Chào. Đó là một con ma. Bác của tôi, chúng đến và bắt bác ấy rồi. Cậu vẫn có mấy con số của ông ấy hả? Máy bay không người lái bắn cậu và biến cậu thành con số, rồi họ gửi tới nơi đó. Là một điều tốt mà. Bác ấy vẫn còn sống. Cậu không nghiêm túc khi nghĩ về. Cậu ấy thật sự nghiêm túc. Tôi sẽ vào bên trong tòa nhà đó. Thảm họa đang đến gần khi chúng ta đang nói chuyện. Cậu để lại ấn tượng đầu tiên khá ấn tượng đó. Chúng ta tiêu rồi. Chúng ta có thể làm được nếu chúng ta cùng làm với nhau như một đội. Như một đội quái vật. Cậu tham gia cùng mình chứ? Ellie và bí ẩn chiếc tàu ma. Tôi thật sự không uống được. Dĩ nhiên rồi cưng, đây là trà dâu mà. Cô ấy vừa tè dầm phải không vậy?